Chào tất cả anh em của BN Gaming. Hiện tại, những thông tin về Liên minh Huyền thoại tốc chiến ngày một dồn dập và đó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những anh em nào quan tâm đến tựa game này. Dù thời gian chính thức vẫn chưa được Riot công bố, nhưng có thể thấy trong thời gian này, Riot đang cố gắng chăm chút vào đứa con cưng của mình một cách tốt nhất có thể để không phụ lòng tất cả game thủ đang mong đợi. Và với những thông tin từ nhà phát hành, nhiều khả năng sẽ có từ 40 tới 41 tướng góp mặt trong phiên bản đầu tiên của Liên minh Huyền thoại tốc chiến vào thời gian tới. Dù chưa đưa ra mức thời gian chính thức, nhưng với những thông tin rò rỉ thì rất có thể game thủ sẽ không mất bất cứ một khoản tiền nào để sở hữu tướng trong Liên minh Huyền thoại tốc chiến. Và nếu anh em nào quan tâm đến các vị tướng mà nhà phát hành đã công bố thì chúng ta có thể thấy rõ một điều là mặc dù chỉ là bản mobile nhưng tốc chiến vẫn giữ được tính chiến thuật trong việc phân chia tướng, vai trò của từng nhóm tướng. Vậy những lớp tướng có mặt trong tựa game này khi Liên minh Huyền thoại tốc chiến chính thức ra mắt sẽ như thế nào? Thì trong video này mình sẽ phân tích cụ thể. Đầu tiên không thể không nhắc đến các tanker hay còn gọi là đỡ đòn. Đây chắc chắn là một trong những lớp tướng không thể thiếu trong Liên minh Huyền thoại tốc chiến. Bởi đây là dạng tướng hút đam cho toàn bộ team, là người luôn đảm nhận nhiệm vụ lao lên phía trước để mở combat và lá lá trắng xạ thủ và pháp sư phía sau. Với lớp tướng này, game thủ sẽ có những tướng như Alista, Braum, Doctor Mundo, vân vân rất nhiều. Và nếu đỡ đòn có nhiệm vụ thu hút đam từ đối phương thì tất nhiên không thể thiếu nguồn sát thương chống trả tọa từ các xạ thủ. Đây chính là một trong những lớp tướng sẽ đảm nhận nhiệm vụ sát thương chính cho toàn bộ team, phải tham tốt, di chuyển hợp lý. Đặc biệt là phải luôn gắn chặt với tanker hoặc support để làm sao phát huy được nhiệm vụ của mình. Bởi nếu không, với một lượng máu mỏng manh như tờ giấy với cùng với một số tướng không có khả năng cơ động thì xạ thủ luôn luôn là đối tượng dễ bốc hơi, cụ thể như là Ace, Ezreal, Jhin, Jhinx. Ngoài xạ thủ thì lượng sát thương lớn còn đến từ những sát thủ. Đây là lớp tướng cũng có sát thương cao và tất nhiên tỷ lệ nghịch với lượng máu của mình. Thông thường lớp tướng sát thủ sẽ có khả năng cơ động khá tốt, đóng vai trò kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, lớp tướng này nếu rơi vào tay một phít thủ thì sẽ là sự ám ảnh của chính đồng đội, đặc biệt là Thánh Yasuo. Và điển hình các anh hùng trong nhóm này là Eri, Camille, Fiora, Fizz, Master Yi và còn rất nhiều nữa. Tiếp theo là một lớp tướng không thể thiếu trong một đội hình, chính là Pháp Sư. Cũng là một lớp tướng có khả năng sóc đam và gắn liền với đường giữa, một vị trí có tầm quan trọng cực lớn trong bất kỳ đội hình nào. Bởi sát thương phép luôn là một thứ sát thương có khả năng tạo được sự đột biến rất lớn trong bất kỳ tựa game MOBA nào, và Liên minh Huyền thoại tốc chiến cũng vậy. Điển hình là Eri, Annie, Ezreal, Fizz, Gragas, Lux, Orianna, Teemo, Yid. Bên cạnh đó có thể nói chiếm số lượng lớn nhất trong game là đấu sĩ, một trong những lớp tướng đông đảo nhất trong game với khả năng cân bằng về tấn công và phòng thủ, và cũng là một vị trí quan trọng trong Liên minh Huyền thoại và Liên minh Huyền thoại tốc chiến trong thời gian tới. Tất nhiên là cùng một vị tướng nhưng ở mỗi nhóm thì cách lên đồ của họ sẽ khác nhau và chức năng cũng sẽ khác nhau. Cuối cùng, nhóm tướng không thể thiếu chính là hỗ trợ, một vị trí cực kỳ quan trọng, là con mắt thứ ba của xạ thủ cũng như toàn bộ team. Support cần phải di chuyển hợp lý, kiểm tra map, cắm mắt, nói chung là phải đảm bảo tối đa sự an toàn dành cho xạ thủ, thậm chí là phải nhận nhiệm vụ hy sinh trong trường hợp bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho team. Và anh em lưu ý, trong danh sách trên có những vị tướng sẽ khá là đa năng và được xếp vào nhiều nhóm. Chức năng của những tướng này sẽ phụ thuộc nhiều vào kỹ năng trình độ của người chơi. Tất nhiên là độ khó của những vị tướng này cũng sẽ cao hơn. Như vậy, với khoảng 40 đến 41 tướng thuộc 6 lớp tướng kể trên bao gồm đỡ đòn, xạ thủ, sát thủ, pháp sư, đấu sĩ, hỗ trợ thì game thủ có thể hoàn toàn yên tâm ban bit để có được một chiến thuật hợp lý khi Liên minh Huyền thoại tốc chiến chính thức ra mắt trong thời gian tới. Còn bây giờ, bạn sự đầy đủ, chỉ thiếu mỗi gió đông. Hãy cùng chờ ngày Riot công bố Liên minh Huyền thoại tốc chiến được phát hành. Và với thông tin trên thì anh em nghĩ sao về việc ra mắt những nhóm tướng này của Riot trong thời gian sắp tới? Hãy để lại bình luận của anh em bên dưới comment. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ các tựa game mobile sắp ra mắt của Riot. Cảm ơn và tạm biệt anh em.